Hello anh em. Vì quá ngu xì ấy vì em nói nhiều hồi mà. Vì cá tương lai. Vì em đang Hey. Nhắc. Vì không gì hay vì em đã yêu rồi. Bật đấy. U oà dễ cười. Ơi đừng cắn đấy nhá. Ơi, nó rơi em nhỉ? Không rơi được. Rơi được. Ngồi về trước đi. Nó lộn cổ ấy. Cười cười. Cười. Vừa được hai cái răng, bốn cái. Hai. Hai cái dưới, tất cả hai chấm một kia nào. Chưa. Mạnh lắm. Mình đi với ông trẻ lấy mũ nhá. Nó cầm được có mũ. Trẻ nó còn là thuộc con gà. Con ngục đi. Yêu mừng bà. Cá tương. Cái gà gà của anh Thần anh hai đâu? Đi lật nhá. Lật gà à? Chưa lật à? Hả? Giờ không phải lên cao cả. Anh nhà bảo lật gà ấy. Chưa. Chưa là mới đặt chỗ nào. Thế anh bảo lật. Chỉ lật đấy. Chưa. 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 Anh mua món gì đấy? Anh món gì mà anh mua món gì đấy? Rau lang là gì? Thịt gà sao gì sao không à? Anh Tiến. Quang si hay gì em đã yêu vợ làm.
Người sướng nhỉ. Sướng kìa. Sướng kìa. Người sướng kìa. Wow. Ôi mì nó đen đấy. Dài. Chị cắt cho nó à? Chị cắt. Ừ thằng nào. Ôi mì đen thật. Vừa dài vừa đen. Sắp sinh giống mẹ rồi. Giờ cũng sinh rồi. Anh giờ anh bảo xấu à? Giờ nhìn như con trai ấy, người ta bảo thế. Đúng rồi, không giống con trai nữa. Nhìn như bố ấy. Ốc đây, ốc đây. Ốc ơi, nhìn theo. Nhìn thẳng này. Nhìn thẳng đây. Nhìn này. Nhìn bên này chứ, nhìn thẳng. Nhìn thẳng bên này mới thấy được. Ngửa răng này. Đúc tay vào. Nó bảo cái con quê gì vậy? Ốc đang đứng nhìn nhìn. Đang uống à? Sướng. Mẹ ơi. Mẹ. Đó là con dọc dọc đi. Đi lượn nhá. Chết nó, dừng đi, dừng đi, chết nó. Ê! Ê, sời! Đấy kỷ niệm.
Vì cát thương ơi. Làm gì ba ơi? Bà làm gì ấy? Đi lựa. Đó. Không đi vào kia, lên trên nhà mẹ. My time's so, it's so, so, so.